Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube channel của Biển Xanh Nắng Ấm. Ngày hôm nay thì tiếp tục cái tập tiếp theo về bảo hiểm y tế ở Mỹ, thì Nắng Ấm sẽ nói chuyện đi khám bác sĩ ở Mỹ như thế nào. Thì tại vì hiện tại cái mùa là bây giờ là bước vào mùa hè phải không, thì cái mùa spring là cái mùa xuân á, thì phấn hoa ở Mỹ nó nở hoa, nó rất là rầm rộ, mọi người bị dị ứng á rất là nhiều, và Nắng Ấm chưa bao giờ đi khám dị ứng mũi, và mấy năm trời cứ sụt sề sụt xịt với cái mũi thì mình đã đi khám mũi, và mình sẽ cho các bạn kể cho các bạn câu chuyện về đi khám bác sĩ ở Mỹ. Thì như Nắng Ấm đã nói thì mình có bảo hiểm y tế qua cái công việc của mình làm, thì khi mà mình cần đi khám bác sĩ thì đi khám thôi, không phải lo về vấn đề tiền bạc. Thì nói chung là mấy năm qua Nắng Ấm khỏe ru thì mình đâu có đi khám gì, coi như là bảo hiểm lời quá rồi. Khi mà mình có mũi sụp sè sụp xịt thì mình cũng muốn siêng một chút, bỏ ra chút thời gian để mình đi khám, để mình biết cái mũi mình bị sao này nọ, để nhiều lúc cho nó khỏe hơn. Thì chuyện đi khám bác sĩ là thì Nắng Ấm đã có nói là mình gọi điện cho bác sĩ gia đình của mình nói mình cần đi khám bác sĩ mũi, thì bác sĩ gia đình đã làm hẹn cho mình đi thẳng tới bác sĩ mũi luôn. Khi mà mình vào khám bác sĩ thì bác sĩ ở đây gọi là bác sĩ tai mũi họng á, thì mình vào bác sĩ khám thì khi mà họ muốn khám cái mũi ở đây cho các bạn á, thì họ dùng một cái máy, ở trong cái đầu cái máy là một cái camera, rồi có cái đèn luôn, rồi cái dây nó dài vậy nè, thì để đi vô mũi. Mà thì ở mũi thì có hai cái hốc ở đây, rồi hai hốc trên trán, thì họ sẽ đi vào cái mũi, họ đi qua tất cả các hốc để coi chỗ nào mình có bị cái gì không, bị có bú, bị có hẹp, bị có gì không. Thì sau khi bác sĩ đi cái dây đó, thì trước khi đi thì bác sĩ có xịt một cái loại thuốc là làm cho tê đi rồi mới bỏ vô, thì nó đỡ đau, nhưng mà các bạn cũng có thể cảm giác được cái dây nó đi đến đâu, nó hơi thốn một chút, nó hơi khó chịu một chút, nhưng mà phải chịu thôi, mình phải khám. Thì khi mà bỏ vô thì bác sĩ của Nam cũng thấy mình bị dị ứng rất là nhiều. Khi mà ở Mỹ, khi mà dị ứng mình, ví dụ ở Mỹ Nắng Ấm không biết tại sao rất là nhiều người bị dị ứng về phấn hoa, dị ứng về thức ăn, và đặc biệt là đậu phộng. Ở Mỹ có rất là nhiều em bé dị ứng đậu phộng, khi mà ăn vào á là tất cả những cái đường thở đồ của mình mà nó dính cái đậu phộng là nó sưng lên, là rồi không có thở được, lúc đó là phải chích cái loại thuốc kia vào để cho tất cả nó xẹp xuống, có thể thở được, rất là nguy hiểm. Thì sau đó thì thấy cái mũi mình bị dị ứng rất là nhiều, tất cả nó sưng lên, làm cho chảy nước mũi, làm cho mình thở đồ nó cũng không có thông thoáng. Thì bác sĩ thấy vậy, cho nên bác sĩ tai mũi họng đã chuyển mình qua đi bác sĩ dị ứng. Sau rất là hơn 10 năm, 15 năm ở Mỹ, mà đây là lần đầu tiên Nắng Ấm đi khám dị ứng. Thì khi mà qua bác sĩ khám dị ứng á, thì nó như thế này, có 30 loại dị ứng ở trên nước Mỹ, là có rất là nhiều loại về thức ăn nè, về mèo, chó, những con vật và cây cỏ. Thì họ sẽ có tất cả 30 cây kim đã nhúng sẵn cái chất đó, và họ sẽ ịn lên da mình. Đối với em bé mà khám dị ứng thì họ sẽ ịn vào lưng của em bé, thì em bé đâu có nhiều chỗ để ịn đâu, thì đối với mình là người lớn thì họ sẽ ịn lên cái tay vậy. Thì họ bắt Nắng Ấm dơ vậy á, thì bắt đầu họ chùi cho nó sạch sẽ. Và Nắng Ấm thấy là 30 cây kim nằm sẵn, là nằm giống như các bạn biết mà, khi mà họ biểu diễn mà nằm trên cây kim rồi chồng đá chồng đất đập đó, kim nó chằng chịt giống vậy á. Thì mình thấy thì cũng ngán, nhưng mà thực ra họ chỉ là cái kim đó, nó chỉ là làm chày đi cái da của mình, rồi nó cái chất đó nó sẽ vào da của mình. Khi mà ai mà bị dị ứng bất kỳ cái chất nào á, thì khi mà nó đụng lên da là nó sưng lên và nó ngứa liền. Có nhiều loại dị ứng khác nhau, thì có thể là một người thì dị ứng với cái chất đó nhiều và ít. Ví dụ như là bị dị ứng phấn hoa mà loại nhẹ thì nó chỉ sưng ít thôi, rồi mình rửa mũi rồi mình xịt thì nó hết. Còn có nhiều người dị ứng cái chất đó mà nó sưng nhiều hơn thì nó rất là nguy hiểm. Thì để hai tay về, rồi sau mỗi lần mà cái cô y tá đó cổ đâm kim vô trong da của mình á, là cổ đâm 10 cây kim khác nhau, là một cái bàn chải vậy nè, 10 cây khác nhau, thì ịn bùm
thấy nhói một chút nha. Đó, rồi ịnh qua đây 10 cây, rồi không có chỗ thì có thể ịnh lên đây nữa. Rồi sau đó thì người ta sẽ cho mình đi ra ngoài phòng chờ, ngồi coi về mấy con rệp để chống chứng dị ứng con rệp. Ở đây thì người Mỹ họ cũng bị dị ứng gọi là dust mite, là cái con rệp, cái con mấy con nhỏ nhỏ sống ở trong mền gối ấy. Khi mà cắn vô người thì người mình nó sẽ bị sưng, rồi nó làm cho người mình nó mệt mỏi, rất là nguy hiểm. Thì khi mà đi ra ngoài đợi khoảng 15 phút để cho những cái chất đó nó thấm vô da, rồi nó có sưng to, sưng nhỏ gì đâu. Thì trong những cái cây kim đó thì có một cây kim nó sẽ chích vào cho các bạn là phải sưng lên, thì cái đó là test là coi như mình có phản ứng lại không, phản ứng lại tất cả các chất nào thì nó sưng lên thì nó mới đúng điệu. Thì mấy cái kia thì khi mà coi lại á, thì của mình nó không có sưng nhiều, nhưng mà có một cái loại mà họ test mà bị dị ứng phấn hoa. Mà ở đây hay lắm, thì họ có thể test cho các bạn phấn hoa, mà phấn hoa loại cây gì luôn. Thì rất là nhiều người bị, thì họ chích vào khi mà nó sưng bự lên á, thì sẽ coi là nó sưng nhỏ bự rồi ghi xuống để nói cho bác sĩ biết. Và có một cái thì Nhân Nam đã nói ở đây ha, bị dị ứng phấn hoa và bị dị ứng mấy con dust mite, mấy cái con rệp ở trong cái giường ngủ á. Thì thường á, nếu mà bị dị ứng phấn hoa thì những người mà có cái mũi mà bị dị ứng như vậy, thì cái mùa xuân á, cái mùa phấn hoa á, thì khi mà đi ra đường á thì nên bịt khẩu trang. Thì thường đi học, thí dụ mình đi vô trường, mình đi vô lớp rồi thôi, hoặc là mình đi vô hãng mình làm, mình ra thì mình bịt chút. Rồi khi mà lái xe thì không được mở kính xe xuống lồng lộn lên, rồi phấn nó vô là nó nghẹt tùm lum hết. Rồi sau có đi về, đi làm về phải tắm rửa sạch sẽ, rồi phải rửa mũi, rửa mà cái chai rửa mũi Nắng Ấm có một cái video chỉ cho các bạn rửa mũi. Mình cũng có thể có nhiều cái đồ nghề mà mình rửa mũi, mình làm cho mũi, nếu mà các bạn thích thì mình làm một cái video nữa. Thì mỗi ngày thì rửa mũi thì cái diệt phấn hoa nó sẽ giảm xuống. Rồi còn có những họ cho những cái cây xịt đó, cái cây xịt đó thì xịt vô lỗ mũi cho nó xẹp bớt xuống. Và có một cái nữa thì có thể uống thuốc cho nó bớt dị ứng. Khi mà có nhiều người là phải uống thuốc mỗi ngày thì nó mới bớt sưng hết ở phía trong. Rồi có nhiều người thì họ thích là cái mùa xuân là họ chích một phát thì sẽ cái dị ứng nó đỡ hơn nhiều, thì dạng vậy đó. Rồi ngoài ra thì đi khám dị ứng ở Mỹ thì bác sĩ cũng sẽ bắt các bạn là phải thở, phải tập thở ở trong máy coi cái đường thở có good không, có tốt không. Rồi ngoài ra thì bác sĩ bắt là phải thở sâu rồi hít ra để nghe trong phổi của các bạn coi có là có nghe cái tiếng nó bình thường không. Còn nếu trong trường hợp bác sĩ bắt các bạn hít sâu, thở hít vô thở ra mà nghe cái tiếng nó hơi ý, thì thường những người đó lại phải đi test thêm một cái bệnh sleep apnea, có người có bệnh ngưng thở khi ngủ. Cái bệnh ngưng thở khi ngủ là do rất là nhiều nguyên nhân, đại khái không biết nguyên nhân gì, nhưng mà đại khái là khi ngủ cái đường thở, cái không khí nó không có vô được, nó làm cho cái đường thở nó không khí nó không có vô được người, làm cho mình giống như bị bóng đè. Những người mà hay bị ngáy nè, bị bóng đè là nên đi khám cái bệnh ngưng thở khi ngủ là ở Việt Nam, còn ở Mỹ thì gọi là sleep apnea. Và những cái bạn mà bị như vậy thì khi mà cho dù có ngủ đủ 8 tiếng, 9 tiếng thì dậy vẫn rất là mệt mỏi trong người, lúc nào cũng mệt mỏi á. Thì khi mà Nắng Ấm biết được, mình không phải là bác sĩ, nhưng mà theo kinh nghiệm của một người mà sống ở đây, rồi có những người xung quanh bị này bị kia, thì mình gom lại cái chuyện đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ ở đây họ sẽ khi thở mà đi vô allergy á, bác sĩ allergy thì họ chuyển qua cho các bạn thở gọi là khám về cái bệnh ngưng thở khi ngủ. Thì cái bệnh ngưng thở khi ngủ thì qua bên một cái chỗ khác nữa, thì bác sĩ chuyển qua, mỗi lần đi khám bác sĩ thì chỉ có $40, $20, $40 tùy theo. Thì họ sẽ đưa cho các bạn một cái máy. Cái máy đó gọi là nó giống như một cái đồng hồ bự á, rồi đây nó có cái ngón tay mình nó kẹp lại, thì nó sẽ đo. Rồi mình ngủ với cái máy đó, rồi sáng mai mình sẽ bỏ cái máy đó trong cái hộp mà họ đưa, rồi mình sẽ đưa lại cho bác sĩ đó. Bác sĩ download
là bỏ download cái mấy cái data xuống để họ coi coi mình có thở đều, thì ở trong đó có đo mình có đủ oxygen hay không, mình ngưng thở bao nhiêu lần, mình có thở đều hay không, rồi ngưng, nói chung là họ đo hết tất cả. Thường á, những người bị bệnh này thì ngưng thở khoảng 5 lần trong một cái giấc ngủ đó, và mỗi lần là 5 giây tới 10 giây là bị, còn ví dụ dưới đó là khoảng ngưng thở khoảng 3 lần tới 5 lần, mỗi lần 5 giây thì cũng bình thường cho đối với người lớn, những bạn hay ngáy và những bạn hay thấy mệt mỏi thì nên đi khám cái này. Thì những cái lý do mà làm ra cái bệnh ngưng thở khi ngủ á, thì nó thường á, ví dụ cái lỗ mũi của những bạn đó có thể bị hẹp, là bị lệch vắt ngăn mũi hoặc là bị hẹp, thì cái trường hợp đó thì cũng có thể đi phẫu thuật, là bác sĩ sẽ làm mỏng cái vết ngăn, không phải là sửa mũi, không phải là cái xương, cái phía trong làm cho có nhiều chỗ để cho thở dễ dàng hơn. Còn có những cái lý do khác là cái lưỡi, khi mà chúng ta ngủ thì cái lưỡi của mình nó relax, là nó thoải mái quá, nó rót xuống cái cổ thì nó chặn cái này, thì đường thở từ mũi, từ miệng, oxygen nó vô không được, làm cho mình cảm thấy bị bóng đè và mình tức giấc liền, rất là mệt mỏi. Rồi còn có một lý do nữa là do cái đầu của mình nó không có chịu chuyển cái signal xuống để nó kêu thở, thì cái đó cũng nguy hiểm. Nói chung là nếu mà đeo cái máy đó và họ phát hiện là có ngưng thở khi ngủ thì họ bắt các bạn sẽ đeo một cái máy khác để kiểm tra lý do gì. Rồi nếu trong trường hợp các bạn bị cái bệnh đó thì phải đeo cái máy đi ngủ suốt đời luôn, là để coi nó đẩy oxygen để cho các bạn khỏe hơn. Còn có nhiều người không chịu đeo máy thì bắt buộc phải phẫu thuật. Phẫu thuật những cái lý do, thí dụ mũi hoặc là cổ họng, cái chỗ nào mà chắn lại cái đường thở thì đó. Thì tại vì Nắng Ấm biết này á, tại vì á Nắng Ấm có một người quen là em chồng của Nắng Ấm á, cũng bị cái vấn đề là ngủ, ngưng thở khi ngủ rất là nặng, và sau đó cái anh chàng đó đã phẫu thuật cái mũi hẹp á, thì làm cho cái mũi nó có nhiều thông thoáng thở hơn, và ở trên cổ cái lưỡi gì đó cũng làm cho có chỗ và không phải đeo máy, thì giờ thấy là đỡ hơn rất là nhiều rồi. Thì ý Nắng Ấm nói là khi mà mình đi bác sĩ ở đây, thì khi mình đi bác sĩ mũi, tai mũi họng, thì nếu mà có vấn đề gì bác sĩ sẽ chuyển mình qua đi bác sĩ về allergy sẽ chuyển mình qua những cái thứ mà mình cần tiếp. Nhưng mà Nắng Ấm thấy ở đây là Nắng Ấm đã rất là vui khi đi thử allergy ở Mỹ, và mình biết mình dị ứng với phấn hoa, một cái cây gì đó thì mình sẽ né cái cây đó ra, hoặc là mình chùm, hoặc là có nhiều người dị ứng với chó mèo, hên quá thì mình không có dị ứng với chó mèo, thì đại khái là vậy á. Và ở đây nếu mà có nhiều người thì bị lệch vết ngăn ít thôi, là bị hẹp ít thôi, có nhiều người bị hẹp rất là nhiều. Rồi nhiều người bị hẹp mà cứ tối ngày bị allergy, bị sổ mũi, bị này nọ, thì nếu mà ở đây thường có nhiều lúc thì bác sĩ sẽ không có quyết định là mình mổ hay không, họ chỉ nói là mình có muốn hay không thì họ sẽ làm, thì đó là tùy thôi. Thì tại vì khi mà phẫu thuật ở đây thì họ cũng có gây mê cho mình ngủ luôn, thì khá là nguy hiểm, tại vì nhiều lúc mà mình ngủ rồi có nhiều người không thức dậy, nhưng mà thực cái số đó nó rất là ít. Thì tùy, thì ở đây mình đi bác sĩ, nếu mà mình chịu phẫu thuật thì mình phải ký cái giấy là hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định của mình và không được kiện bác sĩ này nọ, thì họ sẽ làm cho mình, thì bảo hiểm sẽ trả tiền. Thì thường những cái phẫu thuật là vết ngăn, phẫu thuật này nọ thì khoảng 15.000 tới 20.000, và cái tiền mà chúng ta phải trả phụ cho bảo hiểm thì chỉ có 100 đô cho tới 1.000 đô, mà thường từ 100 tới 300 đô thôi. Và nói về cái bệnh ngưng thở khi ngủ thì nó rất là nguy hiểm, có nghĩa là nếu mà mình không có biết á, mình không có chữa trị á, thì nó sau này, tại vì mình thiếu oxygen lên não khi mình ngủ mình đâu biết đâu, cái người bên cạnh cầm len, cái người mà phàn nàn mới biết. Thì nếu mà mình không chữa trị cái vấn đề mà ngưng thở khi ngủ thì mình có thể bị bệnh cao huyết áp,
Rồi sau tại cao huyết áp là tại tim nó đập nhanh hơn để nó cần oxygen, không có oxygen. Rồi có thể bị bệnh tiểu đường loại 2. Loại 2 có nghĩa là người ốm cũng bị, tại vì cơ thể mình nó không có chịu cái dụng không có oxygen vô, nó rất là nguy hiểm. Rồi có thể bị tim, bị đột quỵ. Có nhiều người bị ngưng thở khi ngủ mà lười đi khám bác sĩ, đâu biết đâu, thì khoảng 62 tuổi là bị tim nó attack, tim á thì bị chết, đột quỵ, thì nói chung là rất là nguy hiểm. Nói chung á là thì đi bác sĩ ở Mỹ như thế này thì có tốn tiền hay không, thì không có tốn tiền nếu chúng ta có bảo hiểm sức khỏe. Và để có bảo hiểm sức khỏe thì mình chỉ làm hết tất cả các bạn muốn làm thôi. Thì như Nắng Ấm có rất là nhiều người quen, họ đã tự trả tiền túi ra bảo hiểm, thì họ có thể có chuyện gì thì nó sẽ trả hết cho mình. Thì bản thân mình đã đi làm cho hãng ở nước Mỹ thì họ sẽ trả tiền bảo hiểm, thì mỗi lần đi chỉ có tốn 20-40 đô, và khi ở đây họ phát hiện cái gì thì họ chuyển qua những cái chuyên môn như vậy thì để làm cho chúng ta khỏe hơn. Và nếu mà các bạn có bị cái gì mà muốn phẫu thuật cho nó tốt hơn thì cũng có đừng có ngại sợ, sợ này sợ kia. Nhiều lúc Nắng Ấm nói về chuyện mà niềng răng thôi là các bạn sợ đau, sợ biến chứng, vậy là thực ra nếu mà khi các bạn đã quyết định làm một cái gì đó thì không có sợ. Thực ra cuộc đời này thì có giống như trước sau gì thì mình cũng đi đến cái con đường sinh lão bệnh tử thôi, nên cho đừng có lo quá nhiều. Khi mà cần chữa bệnh thì chúng ta nên đi chữa bệnh thôi. Hy vọng là video này sẽ cho các bạn một cái nhìn bao quát về chuyện đi khám bệnh ở Mỹ. Nếu mà chúng ta cảm thấy mình không khỏe chỗ nào hoặc mình có vấn đề gì thì nên dành thời gian ra để đi khám bệnh ở Mỹ, để khi mà các bạn đã ở Mỹ rồi thì không có còn cái chỗ nào mà tốt hơn ở Mỹ nữa. Nếu mà các bạn ở các nước khác thì nên hỏi người quen là đi bác sĩ nào được tốt hơn cho trong vấn đề phẫu thuật, tại vì mình không có muốn là đi lộn bác sĩ không có giỏi á thì nguy hiểm. Nhưng mà ở Mỹ thì đa số thì cũng bác sĩ cũng khá là giỏi, nhưng mà nếu mà chúng ta biết cái người đó đã làm phẫu thuật cho cái người kia rồi thành công thì mình đi cùng với cái bác sĩ đó thì cũng tốt. Thì đó, video này á là nói vậy thôi, và Nắng Ấm hy vọng là đưa được rất là nhiều thông tin cho tất cả các bạn có cái nhìn bao quát về chuyện đi bác sĩ rồi những cái bệnh lặt vặt như vậy. Và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn thích channel của mình và muốn ủng hộ thì hãy nhấn nút subscribe vào channel của mình nha, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye.